xin chào à, quý vị và các khán giả hôm nay là thanh tùng xin gửi các bạn đến đây là một cái phần mềm đó là phần mềm kin master các bạn có thể đánh kin master đây và thanh tùng đã đánh lên đây và thanh tùng đã cài rồi thì bạn có thể kích vào đây để mua cái phần mềm này và thanh tùng đã cài đặt rồi chắc là chỉ mất vài vài phút thôi bây giờ bạn vào phần mềm và bạn mở phần mềm kin master nhé à, trong phần mềm này thì ban đầu nó không có các dự án như mình đã làm đâu đây là các phần mềm mình đã là làm và xuất video và sản xuất ra các dự án rồi thì hôm nay thì anh tùng quay lại cho các bạn xem để hướng dẫn cho các bạn tách nền hoặc là các bạn có thể quay theo tỷ lệ vàng tỷ lệ vàng là như thế nào thì thanh tùng tí sẽ nói rõ và cụ thể hơn cho các bạn đó là bạn ngồi 2 phần ba và ngồi trong khoảng cách là đầu mình cắt trên phông trên cùng là 20 cm và bây giờ là mình đang quay lại video này là cái phần mềm để ghi lại màn hình và quay bạn xem À, thứ nhất là đầu tiên bạn muốn làm dự án thì bạn có thể nhìn thấy dấu cộng đây ạ Thanh Tùng đã kích vào đây rồi đấy Thì bạn sẽ chọn theo các tỷ lệ khung hình Ví dụ như là làm Youtube này, à, làm uh, TikTok này Và tỷ lệ khung hình 9 trên 16 là một số khung hình là TikTok hay sử dụng nhất Và khung hình vuông 1.1 là khung hình ở trên Panpage uh, Hoặc là trên các uh, phần mềm review phim ở trên uh, trang của Facebook còn đa phần nếu như Thanh Tùng hay sử dụng đó là khung hình 16.9 Tức là phù hợp với tất cả các khung hình của điện thoại này Xem Youtube Và nếu mà ta làm video marketing thì thường là làm khung hình 16.9 hay 1.1 Đều là những khung hình chuẩn rất là tuyệt vời Và đây là khung hình 16.9 đây Thanh Tùng làm xuất video thì bây giờ mở lên thì sẽ không có cái gì đúng không ạ Khi Thanh Tùng sẽ ví dụ cho bạn là muốn lấy phương tiện Thì ở trong đây thì có các phương tiện Ví dụ như là đa phương tiện đây đây là các hình nền này các bạn có thể ghép hình nền vào trong đây là các hình nền mà đã có sẵn ở trong của phần mềm free của Keymaster. à, có các màu xanh đỏ tím vàng hay là những cái hình ảnh hoa lá bạn có thể lấy nào đó là tùy các bạn thôi à, ví dụ như mình thì à, mình yêu thích à, và phần mềm này đó là cái tính để biên tập video rất là hay và ý nghĩa và À, nó rất dễ sử dụng và gần như ai cũng thể mò mẫm và làm ra được không cần phải người có chuyên môn cao hay là à, cần phải có tìm hiểu về hỏi và có thể hiểu về photoshop tốt hơn thì bạn dùng phần mềm này thì bạn không cần phải tìm hiểu về photoshop như bạn vẫn có thể làm được à, ví dụ như đây là mình lấy một cái hình nền đây quay lại các bạn xem nhé đây là mình lấy phương tiện này ấn vào phương tiện này sau đó bạn à, chọn một hình nền à, bạn có thể à, chọn một hình nền ví dụ như thanh tùng lấy một hình nền đó là hình hình nền màu uh, uh, ví dụ như là đây màu cỏ đây ạ đúng ạ bạn có thể kéo dài hình nền này ra hay ngắn uh, tùy thích của mình cái video dài bao nhiêu thì bạn có thể làm đó và sau đó thì bạn ấn vào lớp và ấn vào phương tiện ấn vào lớp và ấn vào phương tiện rồi bạn chọn một cái video đây là video hình nền màu xanh là quay quay video đó ở trên uh, một cái phông nền màu xanh lá cây giống như Hollywood hoặc là các cái phim trường họ hay sử dụng thì bạn cắt làm sao ví dụ như video mình quay theo tỷ lệ đây tỷ lệ vàng đấy. bạn nhìn thấy không đầu cách như này và uh, cái thân mình ở giữa nhưng mà bây giờ mình có thể kéo vào ở một cái vị trí nào đó phù hợp với khung hình uh, sau đó thì uh, uh, bạn nhìn thấy là thùy dương đang nói video không ạ thì là đây thì bạn có thể vào kéo ở trên menu ở bên cạnh đó là có cái phần mềm này thì uh, vào cái video này thì bạn sẽ có phím chroma Choma đây là phím là để tách nền xanh so với hình nền gốc thì bạn bật và cho phép Choma này đúng không ạ thì thanh tùng vừa bật lên nó đã tách rồi thì bạn có thể chỉnh làm sao cho nó phù hợp với hình nền nhất để cho nó đẹp nhất đây ví dụ như như thanh tùng cách nó cũng không được đẹp lắm đâu nhưng mà cũng cố gắng làm sao để cho nó phù hợp nhất cho các bạn xem để làm video nào cho nó tiêu chuẩn nét đúng không ạ đấy bạn xem xem là cái cái độ nét hay là cái độ phân giải nó đã đạt yêu cầu chưa đây mình sẽ kéo dài cho đến hết video đây mình sẽ bật cho bạn xem mà xuất thử dự án nhé Mình cho bạn xem thử thôi Ấn vào nút play ở bên cạnh đây ạ À đúng rồi đúng không ạ Đấy là đấy là video Thùy Dương đã ghép vào cái cảnh phông rất là đẹp Và ví dụ như là các bạn muốn thêm thêm lớp Đó là thêm phụ ảnh hay là thêm văn bản Ví dụ như bạn thêm văn bản là Thùy Dương chẳng hạn Thùy Dương Mình đánh vào đây và mình có thể cắt ghép Hay là mình để làm cái tiêu đề góc video của mình Góc nào hay đó là tùy của mỗi người muốn để ở đâu ví dụ đây đúng không ạ, đây là mình để chữ thủy dương này và bạn có thể kéo dài để để cho hết từ đầu đến cuối video để biết là, để là tên nhân hiệu của mình, à, bạn có thể chọn là hình chữ đều là theo theo bông chữ sẵn ở trong trong kim Master đã có rồi và có thể đao thêm hoặc là mua thêm thì thanh Tùng sẽ hướng dẫn thêm và đi bắt thêm cho thanh trùng. À, sau đó thì à, khi mà thêm chữ rồi thì bạn có thể thêm nhạc đấy, có cái chữ hình âm thanh ở bên cạnh đây bạn ấn vào âm thanh ấn vào âm thanh đó thì bạn có thể thêm các âm thanh bạn đã đao hoặc là âm thanh bạn lấy ở trên mạng về à, ví dụ như thanh tùng hay dùng những âm thanh nào thì thanh tùng có thể ấn vào chữ let play này và ấn vào dấu cộng ạ đúng rồi ạ ấn vào dấu cộng nếu bạn muốn chạy cho vòng lập hết dự án của cái video này thì bạn có thể vòng lập này và kết thúc đến hết dự án bạn gạt theo rồi sau đó bạn có thể chạy nền thử nhé thì thanh tùng bật cho bạn xem Đấy, các bạn thấy không ạ cái là nền đã chạy rồi đây là một cái để tương tác nếu mà bạn muốn thêm nhiều hiệu ứng hơn thì có thể vào trong và đao thêm ở trên kimaster nó có rất nhiều hiệu ứng đây là một cái mà làm video theo chuẩn đẹp nhất và thành tùng hướng dẫn cho bạn xem xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong video tiếp theo